Kinh hoàng. Đó là tất cả những gì mình có thể nói về Liverpool trong trận đấu với Newcastle rạng sáng thứ ba. Hello anh chị em. Liverpool có lẽ là đội bóng rất có duyên với những trận đấu hỗn loạn và điên rồ, khi mà họ đã sở hữu quá đủ những chiến thắng với cách biệt và thế trận không tưởng trong một vài năm trở lại đây. Thế nhưng, trận đấu với Newcastle mới đây thật sự là trận đấu điên rồ nhất. Một loạt những đơn vị thống kê uy tín đã vinh danh đội bóng của Jurgen Klopp với kỷ lục đó là số XG tạo ra nhiều nhất trong một trận đấu tại Premier League. Tùy theo cách tính của mỗi đơn vị mà con số này dao động ở mức khoảng 7XG, một con số quá khủng khiếp. Bản đồ của những cú sút trận này thì thực sự nhìn vào là muốn mù mắt luôn, chi chít không nhìn thấy một cái gì cả. Nhưng mà đa phần thì toàn là sút trong vòng cấm luôn nhá, trận nào cũng đá như này không khéo vô địch mất. Thế nhưng, video này sẽ không nói về câu chuyện tấn công và cũng sẽ không nói về khả năng dứt điểm đang bị chôn khắp mọi mặt trận của Darwin Núñez, mà sẽ nói về thứ vũ khí đã giúp cho Klopp thành danh tại Liverpool và nó đang hồi sinh quá mạnh mẽ sau 2 năm tạm nghỉ. Đó là khả năng pressing và counter pressing của họ. Và trước khi xem Liverpool press đối thủ thì các bạn nhớ press vào nút like, subscribe và cả cái chuông thông báo nữa nhé. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Nhắc đến pressing thì mình đã từng thấy khá nhiều người nghĩ về nó là một cái lối chơi cắm đầu vào cướp bóng dành cho những đội cục súc châu chó không có chiến thuật. Thế nhưng một chuyên gia pressing như Klopp mà lại không có chiến thuật thì nói thật là nói ra nghe thấy ngượng cái mồm. Trận đấu với Newcastle là một ví dụ quá tuyệt vời để chúng ta cùng xem cái chiến thuật và cái bài bản của họ nó tới đâu nhé. Đầu tiên thì Liverpool pressing một kèm một. Khoản này thì nói khá nhiều trong những video của họ rồi. Các bạn có thể xem thêm video về trận đấu Liverpool MU để tham khảo. Thế nhưng nhìn vào trận đấu vừa qua thì chúng ta sẽ thấy rằng Liverpool họ có một cái pressing trigger, một cái công tắc để bật tắt chế độ pressing một cách tự động luôn. Và công tắc ấy được kích hoạt mỗi khi Newcastle đưa bóng ra biên. Khu vực sát biên thì chưa bao giờ là một nơi dễ xử lý cả. Không gian thì quá là hạn hẹp do bị đường biên giới hạn, khiến cho những người cầm bóng dễ bị bao vây tứ phía, và đó đương nhiên là điều Klopp muốn. Vì thế các cầu thủ Liverpool luôn luôn tìm cách để ép đối thủ phải chuyền ra biên. Pha này mình cắt ở ngay phút thứ tư, các bạn có thể thấy cái thế một kèm một của Liverpool cực kỳ rát luôn. Và sau khi ép bóng vào chân trung vệ lệch phải của Newcastle, ngay lập tức Liverpool áp sát mạnh, dí tới chết luôn. Riêng Núñez thì đã chọn vị trí hợp lý để cắt đi toàn bộ những lựa chọn chuyền bóng ở phía bên kia sân. Thế nhưng họ vẫn để hở ra một cầu thủ đối phương ở sát biên một cách cố tình. Chúng ta hoàn toàn có thể coi đây là một cái bẫy pressing mà Liverpool đã giăng ra để nhử mấy con chích chòe. Và không ngoài dự đoán thì làm gì còn lựa chọn nào khác đâu. Bóng chắc chắn phải ra biên. Và do đã lên kế hoạch từ trước nên chỉ trong vòng chưa đầy 3 giây, Liverpool đã áp đảo hoàn toàn cánh phải của Newcastle về mặt quân số. Người ta hay nói là 2 đánh 1 không chuột cũng què. Thì ở đây là Liverpool chơi hẳn là 5 đánh 2. Quá dữ luôn. Chỉ một phút sau, chả hiểu kiểu gì là ông thủ môn của chích chòe vội ném bóng ra biên luôn. Lúc này mặt Klopp chắc đang kiểu chích chòe tự chui đầu vào bẫy rồi đớp chết luôn đi các em. Và thế là kịch bản được lặp lại. Núñez chiếm lấy khu giữa để tránh chuyền về. Các số 8 dâng cao kèm pivot của đối thủ. Còn người gần bóng nhất là Salah thì lao vào áp sát. Và đây là một tình huống mà anh em nào có hiểu biết về chiến thuật sẽ hiểu. Khi mà Salah thực hiện một đường chạy không hề xa lạ hình vòng cung. Mục đích là để ép Dan Burn quay mặt ra biên và chuyền bóng lên. Và đương nhiên là trình anh Burn thì làm sao có thể phản kháng được đây. Bắt buộc anh ta phải chuyền bóng dọc biên đúng như ý muốn của Salah và đồng đội. Và trong tư thế nhận bóng quay lưng quá khó như thế này thì Joelinton gần như 100% sẽ toang. Bản thân anh ta thì bị chen dí ở sau đít. Xong thêm 3 ông nữa ập vào tổng cộng là 4-1. Và cả 3 người đồng đội còn lại của ông ấy thì đều bị che hết hướng chuyền rồi. Nói thật là pha này trừ khi bạn là Neymar, Mbappe hay là Messi gì đấy. Chứ nếu không thì đúng là nhìn không biết phải xử lý kiểu gì. Và các bạn nhìn lên phía trên chỗ của Diaz nữa nhé, bởi vì tí nữa có chuyện xảy ra ở đấy đấy. May là Trent thì còi hơn Joelinton kha khá, cho nên là Joelinton có thể tì người và thoát được ra. Nhưng mà trong cái thế bị Trent và Salah dí đằng sau như là bị boy phố Yoga đuổi thế kia thì anh ta bắt buộc phải chuyền vội thôi. Thế nhưng vội là dở rồi. Diaz từ nãy giờ vẫn rình ở phía đó để tìm cơ hội cắt bóng. Pha này tiếc là Diaz khống chế không được. Nếu không thì với khoảng trống mình đang khoanh kia thì một kiến tạo sẽ là quá đơn giản cho số 7. Núñez thoáng thế kia cơ mà. À mà quên, thanh niên này sút thì chưa chắc nha. Không chỉ press được bình thường, Liverpool còn là một đội counter press cực tốt. Việc chơi cực kỳ trực diện, cứ có bóng là phất, có bóng là công, cũng khiến cho họ mất bóng nhiều hơn các đội bóng lớn khác. Do là các đội lớn kia thì toàn là chơi kiểm soát từ tốn. Nhưng được cái là mất bóng nhiều thì chính là sở thích của Klopp luôn rồi. Bởi vì các đội bóng của ông hoàn toàn có thể tự cướp lại bóng luôn để tấn công. Với việc đẩy Trent lên đá giữa trong giai đoạn tấn công, Gomez dâng cao overlap, thì Liverpool có một cái khối đội hình có dạng 2-2-6 khá là thú vị. Nhìn trên hình mà xem, tính cả Trent đang đứng ở ngoài khung hình thì họ đang có 2 nhân sự ở bên phải, 2 nhân sự trong vòng cấm, 2 nhân sự trung lộ, một người tấn công ở zone 14 và một mình Gomez bám biên ở nơi xa bóng nhất.
Đây là một cái cách phân bổ nhân sự rất là đều. Điều này giúp cho họ luôn luôn có người để counter press khi cần. Tất nhiên là không phải đội nào chia người đều thì cũng là để counter press. Nhưng nói thật là với Lever thì mình khá chắc là như thế các bạn ạ. Và chia nhân sự thì mới chỉ là bước đầu thôi. Lever rất sẵn sàng tấn công mù quáng theo kiểu tạt này, sút xa này, đột phá bừa. Nhiều khi là bừa thật nhé, bởi vì họ không hề sợ mất bóng. Vì mất bóng là tình huống trên hình sẽ diễn ra ngay. Các cầu thủ tấn công ngay lập tức co lại về phía bóng. Các số 8 này, Endo và Chen này sẽ cùng nhau che chắn sân nhà và người gần bóng nhất sẽ ập vào. Và thế là hết. Nhìn khác gì cái lò bắt quái đâu. Và pha này thì Endo chính là người lấy lại bóng ngay lập tức cho Lever sau khi mất bóng. Pressing có bài thì là sở trường của Lever rồi. Thế nhưng chắc chắn họ sẽ không thể cướp được bóng nếu mà chạy yếu hơn đối phương được rồi đúng không? Pressing được một phát mà thở hổn hển luôn là hỏng đấy. Còn nhớ 2 năm gần nhất thì Liverpool có một sự đi xuống nhẹ, cũng là vì cường độ pressing của họ đã đi xuống do cái sự xuống sức của hàng tiền vệ có tuổi, cũng như những chấn thương của một chân pressing cực kỳ quan trọng là Firmino. Rất may 2 mùa gần đây thì họ đã mua người dần và giờ thì có vẻ họ đã thay thế được hết cái dàn ngày xưa rồi. Còn nhớ hồi đầu mùa thì mình vẫn chê Liverpool là press chưa được mạnh như mình mong muốn. Ở video về Tốt Gà thì chính Tốt Gà mới là đội pressing mạnh nhất giải. Arsenal đứng thứ 2, còn Liverpool chỉ có một cái chỉ số PPDA đứng thứ 3 mà thôi. Thế nhưng tính tới thời điểm hiện tại của mùa giải thì Liverpool đã cày cuốc rất chăm chỉ để vượt lên giành lấy top 1 với PPDA trung bình chỉ 9,3, vượt xa con số 9,7 của Tốt Gà và 9,9 của Arsenal để trở thành đội có cường độ pressing cao nhất giải đấu. Riêng trong trận gần nhất thì con số này chỉ là 4,7 thôi, tức là bên kia truyền chưa được 5 phát thì Liverpool đã thực hiện một pha phòng ngự rồi, quá áp lực luôn. 9 pha cướp bóng ở khu vực nguy hiểm cả trận là một con số thực sự rất cao, nhất là khi có tới 4 trong số đó dẫn tới những cú sút cho Liverpool. Và để có thể duy trì một cái cường độ pressing khủng và đều như vậy, các cầu thủ Liverpool hiện tại đều có được những yếu tố sau. Một, đó là tốc độ. Salah, Nunez, Diaz, Szoboszlai hay là Curtis Jones, cả 5 người ở tuyến pressing đầu của Liverpool ở trận đấu này đều sở hữu tốc độ cao. Cái việc chạy nhanh ấy, thì đơn giản là giúp cho họ có thể áp sát đối thủ kịp thời, không cho đối phương nhiều không gian và thời gian để quyết định xử lý. Thứ hai đó là thể lực. Khoản này thì khỏi nói rồi, pressing như trâu húc mã nhưng mà cũng chỉ mệt có tí xíu thôi. Thở mấy phát là pressing tiếp được luôn. Thứ ba, chiến thuật. Việc di chuyển hợp lý và có ý đồ như các ví dụ mình đã phân tích ở nửa đầu video cũng giúp cho họ press hiệu quả hơn và tránh những pha tốn sức không cần thiết. Và bốn, đó là họ đã nhắn tin DM hào cho fanpage huấn luyện viên online để có thể vào Discord kín đàm đạo cùng với bọn mình với giá 100k một tháng đó. Đủ thôi. Và tất nhiên là pressing kiểu này thì cũng có lúc sơ suất. Ngay trong trận này thì họ cũng đã thủng lưới một lần vì sơ suất rồi. Pha này thì Nunez áp sát theo bài nhưng mà phía sau không hỗ trợ kịp, khiến cho cặp pivot của Newcastle rất thoáng. Kết quả là Newcastle họ tấn công thẳng qua đó và ghi bàn luôn. Anh em có muốn xem thêm thì hãy mở lại video về trận Liverpool MU của mình để xem. Liverpool trận đó cũng bị MU suýt nữa ghi bàn ở một pha y hệt như thế này. Thế nhưng trong trận này thì có mỗi pha đấy thôi và nó cũng chỉ là một pha gọi là tăng độ khó cho game một tí. Còn nhìn chung thì Liverpool vẫn là đội bóng áp đảo hoàn toàn trong trận đấu này. Và cuối cùng thì pressing cao, hàng thủ cũng phải dâng cao theo để làm hẹp không gian của đối thủ mà đúng không? Thế nhưng dâng cao thế thì có 3 trường hợp như này. 1 là ăn bóng bổng, 2 là bị chọc khe dài ra sau lưng và 3 là lỡ đối phương nó hay quá nó vẫn lên được bóng ở trung lộ. Thì ta xử lý lần lượt nhá, giờ đến với chuyện là ăn bóng bổng trước. Câu trả lời đó là họ không sợ, bởi vì họ có Van Dijk và Konate, hai trung vệ không chiến khủng nhất Premier League. Muốn bóng dài, bóng bổng thì cứ thử đi. Mùa này Van Dijk đang là người ăn bóng bổng nhiều thuộc hàng top của Premier League với 4,02 lần mỗi trận. Tỷ lệ thành công là 77,4% đứng top 1 ngoại Anh năm nay luôn. Quá kinh hãi. Con số tương tự của Konate thì không bằng, nhưng mà cũng chẳng thua là bao, với 72,6%. Các bạn cứ mở trận Newcastle lên xem là biết, họ thắng không chiến liên tục luôn. Riêng Konate trận đấy nhé, không chiến 5 lần, thắng cả 5. Khoản này thì thôi mình nói thế, anh em nào xem thì cũng tự biết, chứ cần gì minh họa nhở. Cái này thì vẫn luôn là một khoản mà Liverpool cực kỳ tự tin từ hồi xưa rồi. Cái bài pressing ép đối phương phất dài rồi cho dàn trung vệ cao to 1m9 6 múi lao lên ăn bóng một thì họ dùng bao nhiêu năm rồi nhưng mà vẫn quá hiệu quả, có ai làm gì đâu. Đúng là Premier League có nhiều tiền đạo cao to thật, nhưng mà so thế nào được với Van Dijk, Matip hay là Konate, ông nào cũng 1m92 93, xong lại còn biết tì đè, biết bật nhảy và chọn vị trí hay. Thế còn chọc khe dài ra sau lưng thì sao? Khoản này thì Konate xin phép lượm vài pha tackle nhẹ nhàng. Cả mùa trước Konate phải bọc lót cho Chen, dường như là một cái bài tu luyện gì đấy, khi mà anh ta vốn dĩ đã đủ nhanh để có thể cover những khoảng không rất là rộng rồi, giờ lại còn được luyện thêm nửa mùa trước nữa,
Giờ thì Konate có thể coi là một trung vệ phòng ngự không gian rộng rất tốt. Còn Van Dijk thì bao giờ có video riêng mình nói sau nhé. Và cuối cùng, nếu đối phương hay quá thoát được hai tuyến pressing đầu, thì đây là lúc hàng thủ dâng cao có tác dụng. Van Dijk, Endo và Konate đều không ngại việc rời khỏi vị trí để tham gia counter press. Dâng cao thì đúng là liều thật, nhưng mà dính cái lúc phong độ đang cao thì nói thật là nhiều khi cứ lao lên tắc bóng là trúng ấy. Thật sự thì Liverpool đang là một đội cho mình cảm giác muốn xem nhất giải đấu lúc này rồi. Họ có một cái lối đá vừa hay, vừa có não, vừa giải trí. Chả có lý do gì mà mình không xem cả. Còn anh em thì sao? Có ai ấn tượng với Liverpool như mình không, hay là mọi người ấn tượng với một đội bóng nào khác? Hãy comment để cho mình biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo trên kênh Huấn Luyện Viên Online ở năm 2024. Yeah. À quên, chúc mừng năm mới cả nhà nhé.